thì nó món khác gì nhỉ? Cháp cháp bư của Ninh Quận. Đây là vùng sinh sống của đồng bào dân tộc gì nhỉ? Phi thẳng đi, phi thẳng đi. Sao? Có là giống cái đường gì đó. Có xe lên. Đi tỉ thôi. Đi trước đi. Đấy, đường phía trước vậy. Có lên được không chứ? Đấy. Ôi, một cái siêu xe đang để đây các bác này. Siêu xe này, tí là xem có ai đấy không? Em về, em ta mượn cái siêu xe này đi. Yeah, đường phía trước cái hội đang đi ra đấy. Ui dạ. Chú ý thôi, tắt camera nha, tí nữa quay sau nha. Ồ đây các bác, đây là một đoạn đường lên suối đây. Ui ơi, ai ai ai. Đường lên suối đây. Siêu xe. Ôi kia siêu xe đấy, đi xe siêu xe. Chào năm sau anh em nha, mới đi từ cái đường kia xuống này. Đấy đường kia xuống đường thác thì lên trên kia, thác trên kia mới thấy cái thác. Hồi đang nghỉ giải lao, thác trên kia xa lắm, đường đi đường này về lên men men đây. Đúng là hành trình gian nan để tìm đến suối. Nó nghỉ à? Cẩn thận không rơi xuống suối. Đi đi, em đi đi. Ui, đường. Đi bộ 2 cây số à? Thở không ra hơi à. Bia bọt uống đi. Giá trị của du lịch khám phá đây. Mệt quá. Chào anh em, sau khoảng gần một tiếng leo đồi gần đến đích rồi. À, thấy không, thác phía trước à, định trùm cái mà đờ mẹ máy à. Thác phía trước mà đồ đang có đống sách rồi. Ấy ấy, thác phía trước đấy, 50 mét nữa hành nước chảy này. Rồi rồi rồi, à, đường thật là vãi cả đường đấy. Đường rồi. Suối, cười đi kinh khủng rồi. Đấy, xuống đây, đến rồi các bác ạ. Dừng ngay nha, mệt quá, đi. Anh em đang quay heo. Heo và cá. Đây là heo quay. Đây là suối. Một con, một con heo phải không? Con này quay báo cáo, các bác coi này 3 tháng rồi, đang đen thui rồi.
cũng là lần đầu tiên coi heo. Đấy, màu màu đen của tổ than nào đấy, rất đẹp. Trời đang chuẩn bị mưa rồi. Ok. Máy quay đi nó đen nhưng mà quay máy đẹp. Đấy, ui con heo này đen xì.